Hi everyone, welcome back to my Hrogatsu Gaming channel. Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Hrogatsu Gaming của mình trong series tám tiếng game này và Meet the Meet. Sau tiếng game đầu tiên, mình bắt đầu vào trong đồ nội dung video này. Let's go. Let's play. Chúng ta đã có 3 ngày để giải cứu. Cho cái chiếc búa đây các bạn. Cho nó có mắc cốt trong tay các bạn. Cái này ông ta được rồi. Thế nữa trời. Ok, chưa được chưa được chưa được chưa được và thế tiếp theo này, Granny.
kaki. Be careful. Okay, let me tell you. Finish it. Carpet the way you're doing. Chứ mình không có nhiều thù ạ. Tiếng của ta đã bị hình bách rồi vậy. Mít. Lắng rồi.
Dạ được ạ. Đặt lại chiếc bẫy ở trên đây nào bạn. Be careful. Đây là ta bị dính bẫy rồi vậy. Có chiếc bẫy này rất là lợi cho chúng ta các bạn. Tôi sẽ lấy được cái gì ở dưới đây các bạn. Queen Channel, quả chấu. Queen Channel sẽ lấy quả chấu các bạn. Cái lọc kỳ có bên trong chiếc quả dấu này các bạn. Ok, thử thách ở đây ngay tức nào. Thank you.
trường khoa tự ý tiếp theo nào. Prison Break. Ok, một trong những cách để giúp cho các bạn có thể chuẩn xác ở đây là các bạn. Sau đó. Ok. Chiếc ghế này bạn.
chưa rượu. GPD. No. Chúng ta ở đây nào. Một chút cái gì tiếp theo nào. Scary Boss 3D. Get the fragrance from the right at the trench. Moustaches on my portrait. I will find you and I will fire you. Người chuyển qua tiếng tiếp theo nào. Omega Next Boss. Thank you.
Ui, được ạ. Ui, chú phải thế thế à? Cái này sao được chưa? As I can. Xuống nữa. Ok. Cái lock key vậy. Okay, there you go.
Ok, chúng ta đây. Mọi người chỉ có tiếng cuối cùng là Sidon Hatfield. First time. Đây là cái cổng cho dẫn mở được sau khi mà chúng ta đưa chiếc chìa khóa vào. Ok, và đây là cái cuối cùng trong video mình sẽ các bạn. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Thank you.